Bây giờ tớ thực sự muốn bỏng ngô. Ôi, dễ dàng thôi. Bà là một người chuyên nghiệp trong việc này. Ôi, tôi sẽ chỉ cho bà cách nấu. Tôi có bí mật riêng của mình, cần phải đổ hạt vào giấy bạc. Đấy, như này thêm một ít dầu nữa. Ôi, và cả màu nữa để bắp rang bầu chúng ta trở nên đẹp khó tin. Bây giờ đến lúc phải bật nhiệt rồi. Bỏng ngô của mình sẽ rất đẹp và rất rất là ngon. Ô, nhìn nó nổ này. Nào, chúng ta cùng xem nhá. Ôi, quá hoàn hảo, quá là đẹp luôn. Ôi, mình là đầu bếp tuyệt vời nhất trên thế giới. Ôi, thế mà cũng nói, bí mật của một bữa ăn ngon tuyệt vời là truyền thống. Và mình sẽ đặt trong tất cả mọi thứ trong này. Cho dầu vào, cho đường vào và đậy nắp vào nhá. Ô, được rồi, quá là tuyệt vời luôn. Ôi, không thể nào mà dừng được. Ồ, như này thực sự là được sao? Thôi được rồi, mình sẽ vẫn nói mình là tuyệt vời nhất. Mình sẽ cho thêm marshmallow vào trong. Mình sẽ lấy dầu và làm chảy hết cả ra. Đấy, bây giờ mình sẽ cho bỏng ngô vào và trộn hết cả lên. Bây giờ của mình trông còn ngon hơn. Hãy nhìn xem nó ngon làm sao. Quá là tuyệt vời. Ôi, bây giờ mình sẽ chứng minh bellissimo, quá là tuyệt vời. Đấy, thế là cầu vồng popcorn xong rồi. Ồ, cái gì nữa đây? Trời ạ, thế mà cũng nói được. Ê, tự nhìn đi. Ôi, mọi người cãi nhau gì vậy? Trời ạ, mọi thứ có thể dễ dàng làm mà. Mình sẽ để cái thứ bỏng ngô lên bếp, ấn nó xuống và chờ đợi thôi. Ôi, mình giỏi thật đấy. Đợi tí, cậu ấy đang làm gì vậy? Nhìn kìa, nhìn kìa. Ôi, hình như có mùi khét. Ôi, ôi, của mình cháy này. Mình phải làm gì giờ? Ôi, bỏng ngô này lớn quá. Ôi. Ôi, tại sao lại nhiều bỏng ngô vậy? Ôi, mình vẫn sống đúng không? Ôi, con lỡ tình, vô tình thôi. Không sao, bây giờ sẽ lấy lại hết. Xin lỗi mọi người nhá. Bây giờ sẽ dọn hết thôi. Ôi, bắt đầu từ đâu nhỉ? Ô, có nhiều bỏng ngô quá. Ngon thế, còn cái gì thế này? Thế này thôi, chỉ có một hạt thôi sao? Thôi được rồi, để thử. Ôi, kinh quá, lại còn cháy nữa chứ. Chúng ta có gì ở đây đây? Ồ, bóng này, chúng có thể ném được. Và có thể kéo nó ra như thế này nữa này. Ồ, wow, tuyệt quá. Và hương vị hoàn hảo luôn. Ôi, tất nhiên là nó thắng rồi. Ai có thể nghi ngờ điều đó nữa chứ. Hiểu chưa bà? Nào, điều ước tiếp theo của mình là... Đây, mình muốn bánh rán donut. Cái gì? Làm nào nào? Rất dễ dàng. Bà đã sẵn sàng. Ôi, mình sẽ trộn mọi thứ lên. Bột phải làm cho nó mềm và chơi với nó. Và sau đó lăn bột ra. Đấy, đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ lấy một cái hình tròn lớn. Đấy, bánh dáng hoàn hảo. Bây giờ thì phải cho vào trong này, dán nó lên. Và chúng ta sẽ lấy nó lên, vừa thơm vừa nóng hổi. Ôi, có thể tồi tệ hơn bà. Chỉ cần cho vào trong như thế này và cho vào lò nướng. Ôi, bà đã làm xong rồi. Mọi người cũng sắp xong rồi. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt mình làm nhá. Mình sẽ lấy bánh mì. Mình sẽ tạo một cái lỗ ở giữa này. Đấy, như này đấy, ổn rồi. Đẹp không? Và cuối cùng là phải cho thật nhiều topping. Đấy, đẹp như thế này. Jess chắc chắn sẽ rất thích nó. Ôi, và bây giờ rắc lên trên nữa. Mọi thứ phải tươi sáng và đẹp. Đưa cho bà nào. Mình sẽ ấn nó lên. Đấy, đẹp quá. Bây giờ chỉ cần bỏ lên trên đĩa và hoàn hảo. Ê, bà đừng có làm phiền. Nhìn vào bánh của bà đi. Bánh của tôi quá là hoàn hảo. Tôi sẽ phủ topping lên để chúng còn ngon hơn. Đấy. Còn bây giờ thì phép thuật. Oh wow, đẹp quá. Jess chắc chắn sẽ rất thích tôi. Mình không nghi ngờ đâu. Hãy xem phần của mình đi. Chính xác. Oh wow, đây là cái gì vậy? Ôi, các cái con này đáng yêu quá. Đáng yêu quá. Ôi, rất mềm và ngon. Ôi, bánh rán ngon nhất trong cuộc đời sống của mình.
Ôi, tiếp theo là gì nhỉ? Cái gì nữa đây? Nó to quá. Cần phải cố gắng. Ôi, trời ạ, đây chỉ là bánh mì thôi mà. Trời ạ, với cả siro và rắc, nói chung là vô vị, không phải là bánh rán. Và phần cuối cùng, không biết là nó sẽ ngon hơn cái bánh đầu tiên không nhỉ? Ôi, cứng quá. Ồ, nhìn trông đẹp hơn. Tớ không ăn nữa đâu. Còn cái này thì mình sẽ ăn tiếp. Ngon quá. Ôi, tất nhiên là nó thắng rồi. Ôi, lại là đầu bếp sao? Tại sao? Bởi vì là tôi là người giỏi nhất. Bạn bình tĩnh đi, làm gì vậy? Lần này thì sẽ có gì? Một món rất đơn giản và nhẹ nhàng. Trứng rán, có muốn nó? Cái gì? Ôi giời, mẫu giáo. Ôi, con yêu, rất là dễ dàng. Ngay cả tớ cũng có thể làm được. Cần lấy một quả trứng, đập nó trên chảo. Ôi, không được rồi. Thêm lần nữa nhá. Trời ạ, tại sao không thành công? Hay là mình làm như này nhá. Chắc là cần như này thôi. Ôi, được rồi, hoàn hảo. Ôi, mình giỏi quá. Ôi, còn cái gì nữa đây? Trời ạ, bà làm xong rồi sao? Ôi, tất nhiên rồi cháu gái. Đấy, bây giờ bà sẽ làm thêm cái này nữa. Cái gì nữa đây? Sao? Mình đang muốn thử trứng thôi. Bây giờ thì bỏ lòng đỏ với trứng trắng ra riêng nhá và đánh bông nó lên. Ôi, chuẩn bị ngạc nhiên đi. Bây giờ lòng trắng sẽ rất là bông đây. Đấy, bây giờ cho hết cả lên trên chảo và đổ cái này lên. Đấy, và phun lửa một chút và thế là xong. Ui, trời ạ, cái gì vậy? Ôi trời ạ, nó không tắt. Ôi trời ạ, phải làm sao giờ? Ôi, bây giờ phải làm sao? Mình không còn chảo nữa rồi. Và trứng rán không còn. Bà ơi, bà cho con mượn đi. Không. Trời ạ, tại sao lại phải thế chứ? Thôi được rồi, mình sẽ phải nghĩ ra vậy. Mình cần kem đánh bông, tạo một cái lỗ trên bánh mì và đổ trứng vào. Bây giờ thì cho vào lò vi sóng và sẽ có bánh mì trứng. Như này sẽ rất là ngon. Chắc là vậy. Ôi, của anh rất là ngon hơn. Ôi, mình bắt đầu với cái gì nhỉ? Nhìn trông rất là đẹp. Nào, thử nhá. Mùi thơm quá. Ôi, vị rất là ngon. Ồ, còn cái gì nữa đây? Ăn như nào nhỉ? Mình thử như này nhá. Ôi, trông lạ thật đấy. Trời ạ, đây là sống sao? Thôi được rồi, để thử nhá. Ôi, vị còn chán hơn. Trời ạ, trứng sống không, mình không ăn đâu. Còn cái này trông rất là ngạc nhiên nhá. Ồ, wow, bánh mì trứng ngon thật đấy. Món này rất là tuyệt. Món này sẽ thắng. Cái gì? Tớ thắng sao? Wow, thật là bất ngờ. Ồ, bất ngờ thật đấy. Không biết là Ben đang nghĩ ra món gì cho lần thi đấu đầu tiên nhỉ? Dưa hấu sao? Nhưng mà làm thế nào có thể nấu dưa hấu một cách thú vị? Emma, cậu có ý tưởng gì? Chắc chắn có thể nghĩ ra một cái gì đó rất là hay đúng không? Ê, cậu phải cẩn thận chứ. Ôi, có vẻ như Emma không còn một cái gì nữa đâu. Nhưng mà vẫn có thể nghĩ ra một cái gì đúng không? Hình như là tớ có một ý tưởng rồi. Cậu có những công cụ thật là tuyệt vời, nhưng chúng sẽ giúp cậu với dưa hấu thế nào? Không, cái này không được đâu. Cái này cũng không được. Không, cái này thì cũng không được. Ôi, chỉ có một cái xô thôi. Nhưng mà tớ cũng sợ hỏi cậu cần nó để làm gì đấy. Eo ơi, trời ạ, cái này nó đã có bao nhiêu là bụi rồi. Nó chắc chắn sẽ không ăn được nữa đâu. Emma, cậu sẽ vứt nó đi phải không? Ôi không, cậu ấy muốn phục vụ món này cho Ben sao? Thật là kinh khủng. Bà rất là thất vọng, nên đến lúc phải cho Emma thấy một khẩu phần dưa hấu đẹp là như thế nào rồi. Đấy, trời ơi, không biết là bà sẽ nấm như thế nào. Ồ, wow, dưa hấu thật là hoàn hảo. Bây giờ bà đã lấy một con dao đặc biệt để cắt nó thật là đẹp. Tuyệt quá. Bây giờ chỉ còn đặt những miếng hoàn hảo này vào đĩa thôi. Như thế này này. Có vẻ như còn một miếng thừa hay sao ấy. Ôi, vậy là bà có thể ăn rồi. Sao rồi, đến lượt đầu bếp của chúng ta làm rồi, Betty. Hãy xem cẩn thận nhé, bởi vì bậc thầy thực sự đang làm việc ở đây đây này.
Wow, một hình dáng khác thường. Đây là một tác phẩm nghệ thuật thực sự đấy. Bây giờ Betty cắt thêm một chút gì ạ? Bây giờ thì như thế này. Bây giờ có thể xem cái này mãi mãi luôn ý. Ôi, hãy nhìn xem. Trời ơi. Ôi, hãy nhìn này. Đây không phải là dưa hấu, đây là sự hoàn hảo, hoàn hồ Betty. Cả ba món đã sẵn sàng, vậy có nghĩa là đến lúc phải lựa chọn rồi. Wow, mọi thứ trông thật là tuyệt vời. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu với món này trước nhé. Một miếng thật là ngọt. Dưa hấu không vỏ thật là siêu. Vậy thì mình chắc chắn sẽ thích nó rồi. Còn cái này là cái gì đấy? Trời ạ, đây là trò đùa sao? Ở đây là một đống rác rưởi gì? Eo ơi, ghê tởm thế. Wow, còn cái này thì rất là thú vị rồi đấy. Nào chúng ta cùng thử nhé. Tớ không biết là Ben có thích món ăn của Betty không nhỉ? Có vẻ như một miếng là không đủ cho cậu ấy rồi. Đấy là dấu hiệu tốt rồi đó. Có vẻ như sự lựa chọn giữa món ăn của bà và món ăn của Betty. Vâng, đầu bếp của chúng ta thắng rồi. Xin chúc mừng nha Betty. Một chiến thắng xứng đáng và quan trọng nhất là rất xứng đáng luôn ý. Có thể nói gì nữa chứ? Quá là tuyệt vời. Nào, thử thách mới nhé. Và cái này là... cái gì? Trứng với bất ngờ sao? Ồ, làm nào có thể chuẩn bị được nó? Ôi, mình cũng không biết, nhưng mà chắc là cũng dễ thử đấy. Ôi, có gì có thể dễ dàng hơn chứ? Mình cần cái này và cả cái này nữa. Tuyệt lắm. Ôi, bà phải nấu món này như thế nào? Tất nhiên là có thể thử nó như thế này, hoặc là như thế này. Ôi không! Ôi, hình như trứng của bà bị lọt ra khỏi vỏ rồi. Bây giờ phải làm sao? Ôi, tất nhiên rồi. Bây giờ đổ phần trứng còn lại vào và để lại vỏ, chúng ta rất cần đấy. Bây giờ cần một ít chút gelatin và thêm nước, cho một miếng kiwi vào và khuấy lên. Sau đó chúng ta cần làm tương tự nhưng cùng các màu khác nhau đấy. Ồ, wow, có nhiều màu khác nhau quá, đẹp thật đấy. Sau đó chúng ta lấy một cái ống tiêm như thế này này. Tuyệt lắm. Và bây giờ chiếc vỏ tương tự chúng ta cũng sẽ rất là cần đấy. Cần lần lượt đầy đủ chất lỏng và màu sắc khác nhau. Tuyệt lắm. Nhưng mà Betty không thấy ấn tượng lắm. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy một quả trứng bất ngờ thực sự là gì đi nhé. Đầu tiên cần phải tan chảy sô-cô-la trắng ra. Trông thật là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đổ nó vào ba thùng chứa khác nhau. Cho thêm một ít màu sắc và trộn nó lên. 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ cần cho vào một cái khuôn đặc biệt. Chúng ta sẽ đổ nó vào đây. Lắc lên một chút. Bây giờ thì để nó nguội nhá. Mở nó ra. Ôi vâng, đúng thứ mình cần luôn đây này. Thật là tuyệt vời. Thêm kem đánh bông vào. Nhân vào trong vỏ của chúng ta, đóng lại. Đấy, quả trứng bất ngờ ngon nhất thế giới đã sẵn sàng rồi. Ôi, thế mà cũng nói. Đã đến lúc phải bóc vỏ và nhìn vào thành quả của mình rồi. Vâng, mình nghĩ Ben sẽ rất là thích món trèo của mình hơn. Hãy nhìn xem, nó đẹp chưa đây này. Ôi, Emma cháu đang làm gì vậy? Có vẻ như không là gì. Emma cậu cần phải nghĩ gấp ra cần phải làm gì đó cho Ben. Chỉ còn lại rất ít thời gian thôi đấy. Và Emma đã đang làm việc rồi. Có vẻ như đây là điều bất ngờ mà trong quả trứng đấy. Hay là trong bóng bay. Có ai đang hiểu cô ấy đang làm gì không? Cái gì? Nutella sao? Tại sao Emma lại bôi Nutella lên đầy bóng thế này? Có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà cô trả lời chỉ có một thôi. Nutella trên bóng cũng thấy ngon rồi, nhưng mà rất là muốn xem bạn ấy đang làm gì. Là bước cuối cùng, rắc thêm cả rắc ngọt nữa. Nhưng mà vẫn chưa ăn được mà. Thôi được rồi, hết thời gian, Ben phải đưa ra lựa chọn. 1, 2, 3, ăn bánh nào, tớ sẽ bắt đầu với cái này. Ồ, nhiều bánh quá. Ừ, thạch này là thạch sao? Tớ không thích lắm, nhưng mà cũng ổn đấy. Ừ, thế chúng ta có gì ở đây đấy? Wow, trời ơi, bên trong có nhiều kem thế, tớ rất là thích đấy. Còn đây là sô-cô-la tan chảy trong miệng của tớ này, siêu quá. Ui, trời ạ, buồn, trên màn trống miệng thật là lớn. Ồ, wow, Emma, đây là một trò đùa thôi sao? Ít nhất điều bất ngờ hóa ra là thật rồi này. Nhưng mà có điều gì đang nói với tớ rằng người chiến thắng chưa đủ đâu. Sao, ai sẽ là người chiến thắng Ben? Tất nhiên là món ăn của Betty rồi. Một chiến thắng tự tin khác. Bravo.
Điều gì chờ đợi chúng ta là phần thứ ba nhỉ? Ồ, bánh rán, tuyệt lắm. Tôi hy vọng rằng các thành viên của chúng ta có đủ kinh nghiệm làm bánh rán để gây ấn tượng bằng kỹ thuật nấu ăn của họ. Và họ có thể làm chúng ta rất là ấn tượng đấy. Betty đang tự tin bắt đầu chuẩn bị bột rồi. Tất nhiên là đối với một người chuyên nghiệp như vậy, không có gì dễ dàng hơn. Ôi, các bạn hãy xem, bạn ấy khéo tay làm sao. Bột đã gần xong rồi, còn ít việc làm lắm. Chúng ta cần cắt miếng bột lớn thành nhiều miếng nhỏ. Chờ đã, tại sao Betty lại làm việc này vậy? Bạn ấy định nấu nhiều bánh rán sao? Bây giờ cô ấy lại cho thêm cả màu vào nữa. Ôi, bây giờ nhìn bột trông ngon làm sao? Ôi, thêm một miếng nữa. Và bây giờ chúng ta cần phải lăn nó ra. Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ lăn nó thật là kỹ bằng một cây lăn như thế này này. À, có vẻ như bây giờ mọi thứ đã trở nên rõ ràng rồi. Chúng mình lăn đi lăn lại và các màu khác nhau. Bây giờ thì sẽ chồng lên nhau và biến nó thành một miếng bột lớn cầu vồng. Ôi, và sau đó chúng ta sẽ xoắn nó như thế này này. Betty, cái này đẹp thật đấy. Còn bây giờ thì chỉ cần nướng nó lên thôi. Ôi, quả táo này thơm quá. Mình sẽ rất là cần nó. Ê, có vẻ như có một tên trộm của chúng ta rồi đấy. Emma, tốt nhất là cậu nên làm bà món của mình đi. Bà ơi, cẩn thận nhá. Emma sẽ ăn hết tất cả mọi thứ bây giờ đấy. Ồ, trời ạ, chúng ta đã tìm được trộm rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì bây giờ bà? Cần phải suy nghĩ. Ừ, đúng rồi, không có cách nào tốt hơn để dạy cho kẻ trộm một bài học hơn là một trò đùa cũ hay ho. Ôi, chờ đấy Emma. Bây giờ thay vì đồ ngọt, sẽ có đắng của hành tươi đang chờ đợi cậu. Thật là kinh tởm. Ôi, có lẽ trò đùa này sẽ khiến Emma tỉnh táo lại một chút chứ nhở. Emma, dậy đi. Để đến lúc phải bắt đầu làm bánh rán của mình rồi đấy. Emma, cậu đang... Ồ, một cách rất là hay đấy. Nhưng mà điều chính là nó đã làm được rồi. Bây giờ thì cho thêm kem vào cũng được đấy. Thêm một ít kẹo nữa. Ừ, nhưng mà chỉ còn một ít thôi. Thế được rồi, thế cũng được. Đấy, thế là xong rồi, Emma có thể quay lại điện thoại của mình một cách an toàn rồi. Còn món của bà thì sao? Ồ, bà có một miếng táo len que. Nhúng táo vào trong bột. Và cho nó vào trong dầu sôi. Chỉ một vài phút và... Wow, trông nó ngon làm sao? Và đổ tất cả vẻ đẹp này với siro sô-cô-la. Ôi, đầu bếp của chúng ta cũng gần như đã sẵn sàng rồi. Ôi, một chiếc bánh rán thật là lớn và đẹp. Betty đang cắt nó làm đôi. Có vẻ như cậu ấy sẽ cho nhân vào bên trong đấy. Ồ, wow, thật là nhiều kem. Rắc một chút. Và hoàn hảo. Bây giờ thì đắp bánh lên trên nữa. Và nó đã sẵn sàng rồi nhá. Ồ, wow. Này Emma, chúng ta đang bắt đầu rồi nhá. À vâng, chúc cậu ăn ngon miệng nhá. Ai sẽ thắng phần thi thứ ba đây? Có vẻ như Ben muốn bắt đầu với cả bánh rán của Betty rồi đấy. Wow, nó to quá. Và có bao nhiêu là kem ở bên trong? Ôi, có vẻ như là to quá và có quá nhiều kem. Ôi trời ạ, nó rơi hết cả ra rồi. Nhưng mà thôi được rồi. Cái tiếp theo là của Emma. Cũng phải nói là nhìn nó cũng rất là không tệ đâu nhá. Hãy thử nhớ, cũng được đấy chứ. Và cuối cùng, bánh rán của bà. Sao Ben? Cậu sẽ nói gì? Tuyệt quá! Ben rất là thích. Và chắc chắn là có người chiến thắng ở đây rồi. Chúc mừng bà đi nhé. Đây là một chiến thắng rất là xứng đáng. Yeah! Ôi, cảm ơn. Lần đầu tiên, tớ muốn bắt đầu với Coca. Hy vọng mọi người sẽ không làm mình thất vọng. Cái gì? Ôi trời ạ, nhưng cái thứ này không tốt chút nào. Ôi, bình thường, chỉ cần một lon Coca như thế này thôi. Ôi trời ạ, mình muốn mở nó và thử quá. Nhưng mà chắc là không buồn nếu mà mình thử nó đâu nhở. Ngon thế. Trời ạ, mình thích Coca quá. Ôi không, trời ạ, nó hết rồi. Vậy là mình vẫn phải nấu nó thôi. Mình có một ý tưởng. Mình sẽ cho một ít sô-cô-la ở như thế này nhá. Và đợi khi nào mà nó chảy ra. Đấy. Bây giờ... Ai? Đau quá! Nóng quá! Nóng thế!
trời ạ, à, cần phải dùng cái này chứ. Giữ lại đi, để không bị bỏ tay nữa nhá. Cháu cảm ơn bà. Đấy, bây giờ mình sẽ đổ cái này ra nhá. Và để Emma nghĩ rằng đây là một Coca bình thường. Và đó chưa phải tất cả đâu. Đến thời gian cho M&M rồi. Nhưng mà tại sao mình mở nó ra đi sao? Ôi trời ạ, à, bây giờ cháu phải cởi ra găng tay ra chứ. Chính xác, cảm ơn bà thêm một lần nữa nhá. Bây giờ mình sẽ mở M&M ra và đổ nó vào bên trong. Ôi, trông cũng ngon đấy, nhưng mà không tốt cho sức khỏe chút nào. Coca không hữu ích một chút nào cả. Điều khác là việt quất và mật ong. Nếu mà trộn chúng, sẽ nhận được một thứ gì hoàn toàn khác. Điều chính là trộn nó rất là tuyệt vời và phải lắc nó lên. Đấy, như này này. Nhưng mà bà vẫn chưa làm xong đâu. Bây giờ cần phải cho vào trong tủ lạnh để nó lạnh lò. Để không mất thời gian, bà sẽ tiếp tục việc làm khăn. Ôi, đây là những thứ lạt vặt. Một thức cuốn ngon cần phải pha chế bằng những nguyên liệu hoàn toàn khác đây này. Chúng ta cần bắt đầu với Nutella màu hồng. Mình biết tất cả mọi người đều thích nó. Và mình sẽ làm được một cái chai tuyệt vời có thể ăn được. Bây giờ mình sẽ cho những thứ tuyệt vời vào bên trong. Ví dụ như bánh kem thật, dâu tây và những miếng bánh quy. Đấy, như thế này này. Bây giờ mình chỉ cần làm hết tất cả những cái vẻ đẹp này. Ta-da, chúc gói miệng nhá. Ôi, quá khó rồi. Mình cũng có sô-cô-la, nhưng mà làm này còn dễ dàng hơn. Chờ đã, bà đi đâu rồi? Ôi, trong khi chờ đợi, bà đã kịp làm một chiếc áo len đen tuyệt vời. Ôi, có vẻ như Coca của bà đã sẵn sàng rồi. Bây giờ hãy đến gặp cháu gái để cháu gái có thể thử. Ôi, ôi, trời à, suýt thì quên mất cái nhãn. Nhưng mà bà sẽ sửa nó nhanh thôi. Sao, đã đến lúc thử Coca của các bạn rồi. Có lẽ mình sẽ bắt đầu với cái này giống như bản gốc nhất. Ôi, như có gì đó bên trong này. Hy vọng một cái gì đó ngon. Ồ, oh, wow, đây là sô-cô-la thực sự này. Bên trong lại còn kẹo M&M yêu thích của mình nữa chứ. Ôi, và sô-cô-la rất là ngon. Mình rất là thích. Bây giờ mình sẽ thử cái tiếp theo nhé. Mình sẽ thử cái này xem như thế này. Ồ, wow, bên trong có một cái gì đó đặc đặc. Hy vọng là nó sẽ ngon. Ồ, wow, nó giống như một loại siro nào đấy. Mật ong với việt quất. Wow, bà biết là mình yêu thích gì nhất trên đời rồi. Nào, bây giờ còn ứng cử viên cuối cùng. Mình sẽ thử cái này nhé. Oh wow, hình như bên trong có một cái gì đó giống bánh gato vậy. Bây giờ mình thử cắt cái này ra và biết ngay được. Ừ, đúng rồi, bánh kem ở bên trong. Ôi, nó ngon làm sao. Vòng này, đầu bếp Rose sẽ thắng nhé. Ôi, rõ ràng, không có gì ngạc nhiên khi đầu bếp là nghề của mình mà. Lần này, mọi người sẽ phải nấu cho em một cái burger. Bánh burger sao? Tất nhiên, mình có thể làm được. Cái gì? Nhưng chúng không tốt cho sức khỏe. Còn Suzy thậm chí còn không nghe cái kìa. Thôi được rồi, chúng ta sẽ có ít đối thủ cạnh tranh hơn. Bây giờ sẽ bắt đầu với thịt trước nhá. Tất nhiên, bà sẽ làm bằng hai đôi tay của bà với tất cả tình yêu của mình dành cho bà cháu gái. Còn ai ngoài bà có thể làm một miếng thịt từ hình trái tim chứ? Ôi, đúng đến thời gian nướng rồi, bà sẽ trở lại sớm thôi. Ôi, thế mà cũng nói. Trời ạ, à, mình sẽ làm bánh bằng tay mình luôn đây này. Ngoài ra, mỗi một miếng bánh sẽ khác nhau màu. Chắc chắn, Emma chưa bao giờ ăn thử chiếc bánh burger sáng màu như vậy đâu. Bây giờ chỉ cần chờ để
Mình dùng cái này làm cho nó nâng lên. Ôi, bà quay lại rồi đấy. Ôi, mùi thơm làm sao. Em mà chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được. Ồ, mùi thực sự rất là tuyệt vời. Dừng lại, cái gì? Trời ạ, phải nấu tiếp rồi sao? Ôi trời ạ. Ôi, vậy là mình sẽ làm một chiếc bánh burger từ McDonald's. Chắc chắn bạn ấy sẽ thích. Ôi, thật là tốt khi có thể ra thức ăn nhanh nhóng. Và tất cả nguyên liệu đã có mọi thứ ở đây để làm burger rồi đây này. Nếu mà được đó bán, sẽ gọi nó là Suzy Burger. Tự nhiên Emma sẽ rất là thích nó. Làm nào có thể kinh ngạc về những thứ ăn như vậy. Điều khác là bánh burger từ đầu bếp vừa đẹp, vừa ngon, vừa độc đáo và làm bằng tất cả linh hồn. Ôi, các bạn hãy nhìn xem, đẹp chưa này. Ôi, làm sao, tại sao burger phải đẹp chứ? Điều chính là chúng phải ngon chứ. Và linh hồn thì quá ít, phải làm từ tình yêu nữa. Bà rất là biết cháu gái của mình, vì vậy cháu ấy sẽ tự làm cho mình một bánh burger phù hợp. Bắt đầu từ cái nào nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, mình sẽ thử ăn bạn. Mình sẽ bắt đầu với cái này nhá, thật là tươi sáng, hy vọng nó ngon. Ôi, rất là tuyệt vời đấy. Nhưng mà mình đã thử bánh ngon hơn rồi. Mình sẽ thử cái món ở giữa này nhá. Còn đây là cái gì nữa? Trời ạ, mình phải tự làm sao? Không, bà ơi. Bà phải làm điều nào chứ? Ồ, còn chiếc bánh này mình rất là thích này. Hy vọng nó không chỉ có to mà còn rất là ngon nữa. Ôi, đúng rồi. Trời ạ, cái này giống như mọi thứ yêu thích nhất của McDonald's. Đây chắc chắn là món burger ngon nhất trong vòng này. Suzy, chúc mừng, bạn thắng rồi. Yeah, mình đã nói với rằng Emma luôn yêu McDonald's mà. Mọi người đã sẵn sàng cho vòng tiếp theo chưa? Lần này mọi người sẽ phải nấu pancake nhé. Ôi, dễ như ăn bánh thôi. Bà đã làm bánh pancake cho Emma từ nhỏ rồi. Vì vậy, bà biết là cháu ấy thích bánh như thế nào. Đầu tiên cần phải bột, sau đó trứng, sữa. Và bà sẽ trộn hết tất cả mọi thứ vào như thế này. Và sẽ được một cái bột tuyệt vời. Đảo bằng tay là thế kỷ trước rồi. Hôm nay có những thiết bị đặc biệt cho nó. Chỉ cần cho tất cả các nguyên liệu vào trong bát thôi. Ôi, mình cũng không thích sữa lắm. Còn coca là một vấn đề khác. Và nói chung, tại sao không thêm những thứ Emma vô cùng yêu thích nhỉ? Ví dụ như kẹo Skittles. Và đừng quên bim bim Doritos nhé. Và một ít kẹo marshmallow sẽ không hại đâu. Bây giờ thì phải trộn mọi thứ lên. Máy sẽ đối phó với nó. Mình chắc chắn nó sẽ rất là kinh tởm. Còn mình vừa làm một cái bánh bột rất là tuyệt vời luôn. Nó đã rất ngon rồi. Bây giờ cần đổ nó vào trong ống tiêm đặc biệt. Và mình sẽ đổ nó lên trên chảo. Có vẻ như bà đang thấy chán rồi. Ê, dậy đi bà. Ôi, trời ạ, hình như bà quên mất rồi. Bây giờ đến lúc phải đổ những thứ này ra. Emma rất là thích gấu. Vì vậy, bà sẽ làm cái này bằng đầu gấu nhá. Ồ, trời ạ, mình không nghĩ là như vậy đâu. Nhưng mà không sao. Mình sẽ đổ cái này tất cả mọi thứ ra. Mình sẽ đợi một chút và lật nó. Suzy, cái thứ kinh tởm này chó cũng không ăn đâu. Còn những cái bánh của mình thì khác. Nó sẽ rất là ngon khi mình sẽ làm nó như thế này. Và sẽ kết hợp nó với chuối và dâu nhá. Và mình sẽ còn thêm siro sô-cô-la vào nhá. Đừng có quên nó đấy. Nó sẽ làm mọi thứ còn ngon hơn. Ôi, rất hay đấy. Nhưng mà Emma vẫn rất là thích những con gấu này thôi. Và tất nhiên là
bà sẽ phải cho kem lên ở đấy. Với cả những cái này mình sẽ làm mũi. Ôi trông xinh quá. Và dùng siro sô-cô-la, bà sẽ làm mắt tuyệt vời. Ôi mọi người đã làm xong rồi sao? Trời ạ, mình cũng phải làm. Tại sao cái này nó lại bị kẹt thế này? Emma, em có thể ăn cái này ở đây đúng không? Ôi cái thú kinh tởm này là gì nữa đây? Chúc mừng ngon miệng. Ôi mọi thứ đẹp quá. Trừ cái này. Cái này là cái gì nữa đây? Trời ạ, trông nó giống như ai đã ăn trước mình vài lần rồi. Thật là kinh tởm. Cái này mình sẽ không ăn đâu. Eo ơi mùi ghê lắm. Trả lại. À, trời ạ, suýt thì giết mình. Không, mình chắc chắn không thích nó rồi. Thôi được rồi, phải thử những cái bánh pancake mini này nhá. Ngon thật đấy, mình rất thích. Nhưng mà bây giờ đến lượt những con gấu quyến rũ này rồi. Các bạn hãy nhìn xem nó ngon như thế nào. Ôi trời ạ, chúng rất là ngon. Bà ơi, bà làm những cái bánh pancake ngon nhất tuyệt vời. Trời ạ, chúc mừng bà chiến thắng nhé. Bà đã nói với các cháu rằng bà biết cháu gái mình bất cứ hơn bất cứ ai. Hãy đăng ký kênh Moon Chido Challenge và viết trong phần bình luận món ăn hôm nay các bạn muốn thử là món gì nhé. Còn bây giờ thì bye bye.